và trang lương xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV đến với phần tin tức chi tiết tiếp theo. Bành lệ viện kêu gọi hành động chung để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phụ nữ. Bành lệ viên, Bành lệ viên là phụ nhân, phu nhân của chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình và là đặc phái viên của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc gọi tắt là UNESCO về sự tiến bộ trong giáo dục của trẻ em, con gái và phụ nữ. Kêu gọi huy động sức mạnh từ mọi phía để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phụ nữ ông bà bành đã đưa ra nhận xét thông qua liên kết video tại diễn đàn phụ nữ trung quốc châu phi vào thứ năm trung quốc và châu phi là một cộng đồng có chung tương lai cùng nhau vượt qua mọi khó khăn Peng nói, đồng thời cho biết thêm là phụ nữ là những thành viên quan trọng trong đại gia đình Trung Quốc châu Phi. Bà Peng cho biết trong những năm tháng qua, trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác Trung Quốc châu Phi, phụ nữ Trung Quốc và châu Phi đã viết lên một chương trình tuyệt vời về sự tiến bộ chung thông qua đoàn kết và hợp tác. Ở những nơi khác nhau trên khắp châu Phi, phụ nữ từ Trung Quốc đang làm việc với các chị em châu Phi trong các đội y tế, trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, tại các công trường xây dựng cơ sở hạ tầng và trong các chương trình đào tạo kỹ thuật. Bà nói thêm, họ sát cánh bên nhau để tạo tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn và đóng góp vào tình hữu nghị Trung Quốc châu Phi bền chặt hơn. Bản tin từ Âu Châu, những người biểu tình yêu cầu lãnh đạo EU đẩy nhanh tiến trình gia nhập của Ukraine. Khoảng 50 người biểu tình tụ tập trong ngày 29 tháng 6 bên ngoài Hội đồng Âu Châu ở Brussels của nước Bỉ để yêu cầu các nhà lãnh đạo EU đẩy nhanh tiến trình để cho Ukraine và Georgia gia nhập vào Liên minh Âu Châu. Châu Âu cho chúng tôi hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn đó là lời của Katarina mươi 23 tuổi, một người tị nạn Ukraine đã nói. Thúc đẩy Ukraine và thúc đẩy Georgia, hai tổ chức vận động chính sách, đã tổ chức cuộc biểu tình trùng với cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU. Họ cũng kêu gọi đưa ra một lộ trình rõ ràng về việc gia nhập NATO cho hai nước tại Hội nghị Thượng đỉnh Venice, dự trù sẽ được diễn ra vào tháng tới. Đến với phần tin tức từ Facebook, Ban giám sát của Meta yêu cầu đình chỉ trang Facebook thủ tướng Campuchia. Ban giám sát nội dung của hãng Meta Platform hôm thứ Năm ngày 29 tháng 6 yêu cầu phải đình chỉ trang Facebook của thủ tướng Campuchia Hun Sen trong 6 tháng. Ban nói rằng một video được đăng lên trang Facebook của ông đã, của ông đã vi phạm các quy tắc của Meta cấm đe dọa bạo lực. Ban giám sát do Meta cấp ngân quỹ, nhưng hoạt động độc lập nói rằng hãng đã phạm sai lầm khi để cho video được đăng lên và ban yêu cầu hãy xóa video khỏi Facebook. Facebook. Meta trong một tuyên bố bằng văn bản đã đồng ý gỡ bỏ video xuống nhưng nói thêm rằng họ sẽ xem xét rồi mới phán hồi về yêu cầu phải đình chỉ trang của ông Hun Sen. Nếu bị đình chỉ thì trang Facebook của vị Thủ tướng sẽ im hơi lặng tiếng ở thời điểm chỉ còn chưa đầy một tháng là đến cuộc bầu cử ở Campuchia. Mặc dù những người chỉ trích nói rằng cuộc bỏ phiếu sẽ là một trò giả hiệu do sự cai trị chuyên quyền của ông Hun Sen, yêu cầu nêu đi là bước đi mới nhất trong một loạt những đề nghị chấn chỉnh của Ban giám sát về cách các hãng truyền thông xã hội lớn nhất mà thế giới xử lý các nhà lãnh đạo chính trị vi phạm quy tắc và kích động bạo lực xung quanh các cuộc bầu cử. Hoa Kỳ kỳ vọng hợp tác nhiều hơn với Ấn Độ ở vùng Biển Đông Hoa Kỳ mong có mối quan hệ đối tác lớn hơn với Ấn Độ ở vùng Biển Đông, nơi mà Trung Quốc được xem là tâm điểm của nhiều cuộc tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng trong khu vực. Đó là lời của ông Christian Brink, một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ chuyên trách Đông Á đã nói trong ngày 28 tháng 6 trong chuyến viếng thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở Washington vào hồi tuần trước, Hoa Kỳ và Ấn Độ tuyên bố họ thuộc diện các đối tác thương thiết nhất trên thế giới và nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các thách thức đối với trật tự hàng hải, bao gồm cả vấn đề về Biển Đông. Ông Daniel Grittenbrink phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, rằng Hoa Kỳ thấy sự cưỡng ép của Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp có xu hướng rõ rệt và tăng lên. Khi được hỏi phải chăng Ấn Độ sẽ có vai trò ngày càng tăng ở Biển Đông và hợp tác nhiều hơn với Hoa Kỳ ở đó, thì ông Christian Brink đã trả lời đúng vậy. Đồng thời cũng nói thêm rằng sẽ có sự hợp tác lớn hơn trong nhóm các cường quốc khu vực gồm có Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia hay còn được gọi là nhóm bộ tứ. Ông cho hay trọng tâm của Hoa Kỳ trong khu vực là xây dựng năng lực của các đồng minh, đối tác và bạn bè có chung tầm nhìn về một thế giới hòa bình và ổn định. Năm cựu tướng cảnh sát biển Việt Nam nhận án tù do tham ô. Năm cựu tướng của cảnh sát biển Việt Nam vào chiều ngày 29 tháng 6 đã nhận các mức án do tòa tuyên về tội tham ô tài sản đặc biệt lớn. Truyền thông của nhà nước dẫn các bản án ngay sau khi hội đồng xét xử tuyên đục bố bố đối với các bị cáo sau 3 ngày xét xử và nghị án. Cụ thể là cựu trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam bị tuyên án 16 năm tù cựu trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bị tuyên phạt 15 năm tù 6 tháng tù giam. Các cựu thủ tướng của đoàn Bảo Quyết, cựu phó chính ủy bị tuyên án 15 năm tù; Phạm Kim hậu, cựu phó tư lệnh, cựu tham mưu trưởng 15 năm tù; Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh 15, 15 năm tù. Bên cạnh đó thì cựu đại tá Nguyễn Văn Hưng, cựu cục trưởng cục kỹ thuật bị tuyên phạt 10 năm tù; cựu thượng tá Bùi Văn Hòa, cựu phó phòng tài chính 12 năm tù. Ngoài hình phạt tù vừa nêu trên, sau khi chấp hành xong bản án, các bị cáo bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong 3 đến 5 năm. Cáo trạng nêu rõ vào năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phân bổ 150 tỷ đồng ngân sách nhà nước cho cục kỹ thuật để mua sắm vật tư thiết bị. Lúc bấy giờ thì ông Sơn đã yêu cầu ông Hưng là cục trưởng kỹ thuật phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng. Và sau đây sẽ là bản tin cuối. Kusama của Nhật Bản tham gia chương trình biểu diễn mang tính bước ngoặt ở Manchester. Tác phẩm điều khắc quy mô lớn, bơm hơi, của nghệ sĩ người Nhật Bản Yakoi Kusama lần đầu tiên được trưng bày cùng nhau trong một cuộc triển lãm mới ở Manchester của nước Anh. Triển lãm lớn với tên gọi Bạn tôi và những quả bóng bay được quảng cáo là môi trường nhập vai lớn nhất kể từ trước cho đến nay của Sh Kusama. Nó có các tác phẩm điều khác được tạo ra trong 3 thế kỷ vừa qua, bao gồm các phong cảnh nổi tiếng có tù cuốn, quả cầu chấm bi và búp bê khổng lồ nhiều trong số đó cao hơn 10 mét. New Me and the Balloons đã có bản xem trước đó vào ngày 29 tháng 6, trước khi bắt đầu lễ hội quốc tế Manchester. Nổi tiếng từ lâu với nghệ thuật đầy ám ảnh, chấm bi và họa tiết bí ngô, nghệ sĩ tiên phong 94 tuổi này là một trong những người nghệ sĩ nữ còn sống thành công nhất. Vâng và kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi chiều ngày hôm nay. Dưới ngôn viên Minh Đăng và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance với hơn 10 năm kinh nghiệm đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng như Nationwide, Amtrak, US Cellular, Progressive, farmers và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida. Biên tin Shun có ba trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemith, California, số phone là 626-999-5865. Trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-500-342. Hiện tại thì thị trường bảo hiểm đang rất biến động và giá cả leo thang. Rất rất nhiều. Quý vị xin hãy đừng ngần ngại gọi ngay cho Biển Tin để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cũng một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến với sự bảo trợ của IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo cùng với chương trình sale promotion để giúp cho chúng ta có được những sản phẩm dược thảo bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và những người thân yêu. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc đến với số phone 714 892 5717, shopping online 24 trên 24 tại trang nhà ibchomeshopping.com. Chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều tại đây. Kính chúc cho quý vị vô lượng an lạc và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.